Chào mừng các bạn trở lại đến với Marvel Con Nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về Transformers Và hôm nay sẽ là video Tiêu điểm nhân vật Onyx Pram Onyx Pram hay còn gọi là gạo chúa Ông ta là một Pram có khả năng tâm linh Và có thể hòa hợp với các sinh vật của thế giới tự nhiên Và cõi vô hình của linh hồn Chỉ riêng ông ta mới có khả năng sử dụng Chiptic Mask là một chiếc mặt nạ có thể cho phép ông ta nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy như là thời gian, địa điểm, linh hồn và thậm chí cả thế giới bên kia. Chiếc mặt nạ đó là do Primus, cha đẻ của 13 Prime, thiết kế đặc biệt để trao cho ông ta. Khả năng tâm linh của Onyx Prime khiến ông ta trở nên bí ẩn và đáng sợ với nhiều kẻ, ngay cả với các thành viên trong 13 Prime. Bất chấp sức mạnh của mình, Onyx Prime lại là một cá nhân tốt bụng và thân thiện. Quả thực là các Prime còn lại coi ông ta như một người bạn đồng hành trung thành và một người bạn tâm giao kiên định, đặc biệt là với Macronus Prime là một Pram đã coi ông ta là bạn thân của mình Và video đến đây là kết thúc Nếu các bạn thấy hay Hãy đăng ký cho Marvel Con Để mình tiếp tục ra những nội dung mới hơn trong tương lai nhé Và bây giờ thì xin chào tạm biệt